Ở đây đúng rồi. Chào tất cả anh em nhé, Trung Văn Sai và Điệp Chậu Đúc đang có mặt tại vườn cây của anh Phúc đây. Thì hôm nay là cũng một trong những ngày rất quan trọng, anh Phúc cũng có giao lưu một vài tác phẩm trong vườn. Thực ra cây cối bây giờ nó là thế, từ luân chuyển hết, có những cái phôi, có những tác phẩm đúng không? Từ người này qua người khác, cứ phải một người dựng lên tác phẩm thì nó nhanh. Phôi thì trước anh em xem thì Điệp cũng có một cái phôi, nó cũng tự tựa như này. Nhưng mà Trung Văn Sai cũng rất thích, nhưng mà cái giá chưa thành công. Nhưng hôm nay này lại bắt gặp một cái phôi trên vườn anh Phúc đây. Em Thắng trong Nghệ An cũng đã giao lưu rồi. Thì hôm nay là chúng tôi cũng chia sẻ lại cho anh em. Xe đang vào để cẩu ra cho anh em đấy nhá. Đấy. Điệp thì cũng thích phôi này về làm thành bộ đôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình đằng 9 đằng 10. Đằng 9 đằng 10 đấy. Thì mỗi phôi nó một vẻ mà. Hôm nay thì anh Phúc giao dịch 2 cây, 2 phôi thôi chứ nói 2 cây thì anh em tôi cũng hơi... Vườn cây anh Phúc thì Nga Sơn thì anh em đều đã tham quan và giao lưu biết rồi. Có những người nổi tiếng cũng như anh em đã về đây giao lưu rồi thì chúng tôi chia sẻ lên đây để gửi tới anh em thôi. Còn bác nào quan tâm cũng như là có khả năng là... Không, kêu chủ vườn bắt tay cái đây cho nó... Kiếm cái bao nha. Có đúng cây của mình chưa? Có mặt không, mặt kia đi, mặt kia nhìn rồi, hai mặt đều đẹp. Rồi xin cái bắt tay chúc em Thắng là về chăm sóc, tiếp tục chăm sóc và hình thành tác phẩm này để vài năm sau là có một tác phẩm đẹp. Ờ nha. Cảm ơn anh Phúc nhé. Rồi cảm ơn hai anh em đã giao lưu tình cảm nhau rồi. Bắt hai cái cả. Không không một. Cây cối chợ ngoài kia nhé. Anh Phúc không biết có dám nổ hai cái trực này cho Trung Văn Sai không, nhưng mà nếu mà có thành giá thì Trung Văn Sai cũng cho về vườn luôn. Mới bán đất xong nha anh em nhá, đang có tiền. Cháu nó bảo để cho nó chăm sóc cho nó tương đối. À và ý là lại con của cây của con là hay sao? Không, không của bố. Của bố rồi. Ý là bảo con à, đâu, đâu, đâu. Bố cứ để con chăm sóc. Đấy là thực ra là cây cối này chúng tôi cứ nói vui thôi, nhưng mà nếu mà bình thường có cái giá thôi nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà cây mà đang còn chăm sóc tiếp thì anh em phải chờ một vài năm nữa. Hôm nay thì có Trung Văn Sai và em Hồ Thắng đây thì đến đây thì anh Phúc cũng chưa dám bật vì giá. Chính xác đúng không? Sợ lỗ ra mất cây thế thôi. Còn chúng tôi thì cũng là những người cũng đã và giao lưu rồi, cũng thường xuyên đi giao lưu, cũng biết được giá trị của cây. Thì nếu mà cái giá hợp lý thì anh em tôi cũng thể đưa về vườn chăm sóc tiếp. Chủ vườn người ta đang yêu cây thì có thể nói nhỏ nói to thì chúng tôi đang chờ thôi. Chứ còn anh Phúc ơi, cái cây thác đổ này thì anh có ý định giao lưu không? Em hỏi tí, kênh của em thì cứ hay báo giá bên nè. Hình như cây nhà mình thì nếu ai có nhu cầu thì mình và có thể giao lưu đúng không? Ừ, nhưng mà có mỗi đôi cây này cháu. Vâng, đôi cây này thì bây giờ hiện tại em tạm thời đang khóa ở cái tài khoản đang. Số điện thoại của anh Phúc thì không gì thay đổi, thì anh em có thể alo trực tiếp cho anh Phúc là 0989 834454. Đấy là cái số điện thoại mà chắc chắn là Trung Văn Sai và cũng nhiều anh em rồi cũng đã từng alo cho anh Phúc rồi. Nếu mà anh em nào mà thực sự quan tâm mà hiểu được giá trị đích thực của những tác phẩm mà anh Phúc đang sở hữu đây, có thể là anh Phúc nói 1, nói 10 cũng được. Nhưng mà anh em mình cứ cảm nhận thì anh em cứ alo trực tiếp cho anh Phúc thì nó dễ hơn. Còn tác phẩm nào mà Trung Văn Sai có thể là hỏi được giá cũng như là tham khảo giá thì chúng tôi sẵn lòng. Như cây này thì giờ giao lưu tại vườn mình khoảng bao nhiêu Phúc? Anh cho cái giá cụ thể đi cho bọn em. Lùi đôi trăm đúng không? Thì cứ nói thế này anh em hiểu giá trị của nó thôi. Cái này thì gắn bó với anh Phúc cũng lâu rồi đấy. Cũng được 8 năm rồi nhỉ anh Phúc nhỉ? 2012. 2012 đúng rồi, cũng lâu rồi đấy. Vậy là 10 năm rồi. Cây đẹp. Chất nữa. Để có một cái cây thác đổ, dáng thác đổ như này thì cũng mất rất nhiều công sức. Công đoạn thời gian thì nó nhiều đấy, nhưng mà để ra một cái sản phẩm bây giờ hoàn thiện anh Phúc cũng nhận không? Phải mất nhiều thời gian. Và cục đấy đấy. Nó vậy. Cây cối mà anh em bông bánh đẹp lắm chứ, nếu mà bây giờ xuống dăm làm đẹp là cây này đẹp lắm.
đôi khi kiểu mình không có đi chơi đó, mình cứ giữ cảnh thở cái nhé, mình cứ kệ và mình nuôi để cho nó gai được cũng lâu để nó gỗ lên. Cái đôi cổ này già nhỉ Phúc nhỉ? Già bộ ba này già đấy. Đời trước ạ. Đúng là bộ đây, bộ này là bộ đồ của đời trước. Đúng rồi, bộ này đúng bộ đồ trước. Đây, nói già thì quay cho anh em xem bây giờ phải nhất già rồi. Có những cái tranh nhuộn mà nó không đi đến hồi kết. Nhưng vừa rồi anh em chúng tôi cũng đã đăng một vài video giữa chú Bộ á. Và anh Hòa đấy thì biết là hỏi những nghệ nhân đang chơi cây và những người các cụ đời trước xem cái đầu rồng này. Ngày xưa các cụ làm đầu rồng chứ. Đấy, chỉ có cái đầu của các cụ làm. Các cụ làm mới có này, đời trước mới có, gần đời sau hình như chưa có. Chưa ai làm đúng không? Chưa ai làm mà. Chính tỏ là những cái sản phẩm của các cụ làm đều để lại những cái dấu ấn thời gian, những cái gì đó rất là hay. Thời gian thì đây nó chỉ là cái rễ vắt lên. Đây là rễ vắt lên mà nó chảy như này chứ không phải là một con tử, nếu con tử này thôi. Quay bộ ba nhỉ. Hai cây cũng đẹp rồi. Nuôi được những mầm thở cũng rất là tuyệt vời. Thôi thì cái cảm nhận, cái đánh giá thì mỗi người một cái đánh giá, mỗi sở thích chơi nữa cơ. Chúng tôi lên đây thì quay lên cũng là mục đích là chia sẻ tới đây. 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 Đấy. Cái ngõ này được 5 mét nữa thì đẹp nhỉ anh Phúc nhỉ. Đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Buổi sáng hôm nay thì Trung Quân Sai cũng làm được 6-7 bình rồi. Nên nhà anh Phúc thì gặp đây thì đây, tiếp tục chia sẻ. Nói chung là anh em đến nhà khuôn viên nhà anh Phúc thì không có cái này nhiều cây cổ. Những cây cổ này, đặc biệt là những bộ cây của anh thì những cây long trong này rất quý. Nếu mà nói độ nghệ thì chơi cây này là đẹp. Anh Phúc nhỉ? Nếu mà nói độ nghệ, độ chơi thì chơi cái này thì Trung Môn Sang thì cảm thấy là nó thuần, hơi thuần cây hơn. Đầu tiên là 2.000 đồng. Và 2.000 đồng. Đấy. Năm 96, 96 mua 2.000. 96 mua 2.000 là bây giờ nó thành bao nhiêu nghìn rồi? Đẹp thật. Chơi dáng rất mảnh khảnh đúng không anh? Một trong dáng văn nhân mà để đẹp như này. Nếu mà guộn ghiếc, rễ điếc buông xuống thì nhìn như kiểu thư pháp luôn. Trong những cây mà anh Phúc anh bảo là xuất phát điểm có 2.000 đồng thôi. Nhưng đến bây giờ thì nó đã thành cây rồi. Bây giờ thì nó khoảng bao nhiêu anh? Mới nói như là giá thời điểm là 2.000. Còn bây giờ chưa thấy có. Anh thử ướm thử cái giá mình ra thôi. Thì mình mong muốn giá như thế. Nhưng thực ra là mình cũng cái giá thì đùi 30 đúng không? Vậy là nó đấy. Cái giá nó anh Phúc anh nói là hôm nay thì thuận tiện cho bà con tiếp cận, anh em tiếp cận mà. Theo cái năm kiếm tiền. Đấy. Cái này là 27 năm rồi. Này. 27 năm rồi. Tuyệt vời. 96 mà. Điệp ạ, có 2.000 thôi mà bây giờ thành mình cứ ướm tầm dưới 30 đi. Trên dưới 30 đi thì cũng là ổn. Lâu nhỉ anh nhỉ. Nếu mà nói về công tưới thì cũng trăm rồi đã. Đời người hết đời người rồi. Rồi. Rất là lâu cây. Đây, nói về bộ long độ quý thì anh Phúc đang sở hữu, Nga Sơn đang còn sở hữu bộ này. Bộ này thì nếu mà đổ giá em thì cũng đi lâu rồi. Nhưng cái giá của anh Phúc đưa ra cho những người thích siêu tầm mà cất giữ những hàng này thì nó phải được cái giá, nó cũng phải đến tiền tỷ rồi. Nên là cũng mong anh em nào cảm nhận thôi. Số điện thoại của anh Phúc đây nhé. Giao lưu kết nối thì anh em biết là anh Phúc anh đa số cây hoàn thiện. Bạn nào quan tâm thì cứ alo cho anh Phúc cũng như là anh em chúng tôi đây để cùng chiêm ngưỡng giao lưu các nhà vườn của Nga Sơn. Rồi Thắng cũng đang bận công việc nên là cũng đã xin phép anh Phúc và số anh em
Rồi. Đấy. Nay phải vội à? Bộ ba này chắc chắn là khoảng độ trên dưới 1,5 tỷ là anh Phúc ấy sẽ cho ra. Nên mà các bác nào mà cảm nhận được thì alo thôi, còn giá cả thì chắc chắn là chủ cây người sẽ quyết định. Anh Phúc trước đó nói khoảng độ hơn 1 tỷ một đôi trực lùn này. Còn giá trị thì chắc chắn là nhiều anh em mới chơi hoặc đang chơi muốn sở hữu, hoặc là muốn giao lưu thì cứ liên hệ trực tiếp anh Phúc. Một cái giá như nào đó thì anh em nhé. Bây giờ trời ơi, anh em đã vừa rượu xong nên là giờ trưa rồi, anh em cũng muốn chia tay.